Hoan hỷ chào đón cư bác anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cư bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem quý cô bác anh chị nhé. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 đón Tết 2024 âm lịch ấm no, giàu sang, sung sướng, ăn Tết thật linh đình, tiền vàng nhét chật két. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, được bề trên ban cho lộc lớn, vận số giàu sang, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2024 âm lịch, thật linh đình, cực giàu. Một đường dẫn lối công danh, đất trời thuận lý đạt thành thiên thai, mệnh người mãi mãi an bài, chấm thêm một quẻ phát tài thành công, mai sau đón nhận lộc hồng, đôi đường dẫn lối mênh mông tiền tài. Vâng, quý anh chị tuổi Đinh Tỵ thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Đinh Tỵ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Đinh Tỵ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Đinh Tỵ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Đinh Tỵ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Tỵ không được dễ dàng là mấy. Đinh Tỵ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Đinh Tỵ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Đinh Tỵ những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Đinh Tỵ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Đinh Tỵ đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Đinh Tỵ, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Đinh Tỵ nhé, nếu có thể nghĩ được như vậy. Anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Đinh Tỵ thay đổi thì thái độ của Đinh Tỵ cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Đinh Tỵ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Đinh Tỵ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý anh chị Đinh Tỵ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Đinh Tỵ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Khôn ngoan và kiên nhẫn, rắn biết cách quan sát và chờ đợi, họ không thuộc tuýp người bốc đồng, mà ngược lại rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề, cũng như giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Những người hay lo nghĩ này còn được phú cho sự thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Đó là tài năng và thực tế cũng là do họ cần có một cuộc sống bảo đảm về tài chính, vì thế mà rắn còn được xem là những người canh giữ kho báu. Một cuộc sống đầy xung đột và hỗn loạn, không dành cho người tuổi Tỵ, bởi lẽ họ yêu hòa bình và thích tĩnh lặng, họ hướng về tinh thần hơn là vật chất, rắn thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy, rắn thiên về chất hơn là lượng, phong cách tao nhã, dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng là những gì mà rắn muốn trang trí tổ ấm thân yêu của mình. Người sinh năm Tỵ có thể trở thành nhà triết học, thần học, nhà chính trị và cũng có thể là một nhà tư tưởng cực kỳ sâu sắc.
Anh ta là nhân vật bí ẩn nhất trong số 12 con giáp. Anh ta có trí tuệ đặc biệt bẩm sinh, ngoài ra còn là một người theo chủ nghĩa thần bí. Người tuổi Tỵ nho nhã, lịch sự, rất thích đọc sách nghe nhạc, thích ăn ngon và xem kịch. Anh ta bị thu hút trước mọi thứ đẹp đẽ của cuộc sống. Những cô gái xinh đẹp nhất, nổi bật nhất, các chàng trai cá tính mạnh mẽ thường sinh vào năm Tỵ, cho nên nếu bạn sinh năm Tỵ, chắc hẳn bạn sẽ có một vận mệnh tốt đẹp. Người tuổi Tỵ thường dựa vào chính bản thân để phán đoán và hành sự. Anh ta hoặc là có tính tôn chỉ cao, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Bất luận thế nào, anh ta thả tin vào sự mù quáng của mình, chứ không muốn nhận lời khuyên của người khác. Nhưng thông thường sự lựa chọn của anh ta luôn chính xác, giống như rồng, rắn cũng tượng trưng cho vận mệnh của anh ta, cuộc đời anh ta. Hoặc ca khúc khải hoàn, hoặc kết thúc một cách bi đát, đằng sau vẻ ngoài đầy kinh nghiệm, từng trải, ẩn giấu sự nghi kỵ sâu sắc, dù anh ta phủ nhận điều này. Người thuộc các con giáp khác có lẽ đều muốn để kiếp sau trả nốt món nợ còn thiếu, như người tuổi Tỵ nhất định phải trả hết nợ nần trước khi rời cõi đời. Vì thế người sinh năm Tỵ thường nhiệt tình, chăm chỉ khi làm việc, anh ta luôn để tâm thanh toán bằng hết các khoản nợ. Người tuổi Tỵ không bao giờ phải phiền muộn vì thiếu tiền, anh ta thật hạnh phúc khi có đầy đủ mọi thứ mình cần. Nếu thiếu tiền anh ta có thể nhanh chóng xoay ngược cục diện, tuy nhiên người tuổi Tỵ không nên đi đánh bạc, nếu không anh ta sẽ mất trắng tay. Nếu như đã chịu thiệt hại nặng một lần, không bao giờ anh ta để điều đó tiếp tục xảy ra, anh ta sẽ tỉnh ngộ rất nhanh, cấp tốc hồi phục lại. Nói chung, anh ta thận trọng và nhạy bén trong kinh doanh, người tuổi Tỵ vốn thông minh nên họ rút kinh nghiệm khá nhanh và không bao giờ bị thất bại đến lần thứ hai. Tuy vậy họ lại là người cực đoan, điều gì họ đã cho là đúng thì họ sẽ không nhường một ai cả. Một người đã từng chịu cảnh nghèo nàn khi còn trẻ sẽ không bao giờ quên cảnh ngộ ngày nào. Có thể anh ta sẽ dành dụm, tích lũy từng ly từng tí, trở thành con người tham lam, coi tiền như sinh mạng mình. Xét về bản tính, người tuổi Tỵ rất đa nghi, dù bề ngoài luôn tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối, nhưng khác với tuổi Dần, anh ta giấu kín lòng đa nghi. Kể cả bí mật riêng tư cũng giấu thật kỹ trong lòng. Người tuổi Tỵ rất thích lối thể hiện ngược, đó là dù trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng ngoài mặt lại rất thản nhiên, lạnh lùng. Họ thích biểu lộ sự bất mãn bằng thái độ cử chỉ lạnh nhạt hơn là dùng lời nói chua cay. Họ sẽ âm thầm chờ đợi thời cơ để báo thù. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác, dù biết điều đó tốt cho mình. Nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Tuổi Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh. Đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm tiền.
sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ, bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Tuổi Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Tổng quan tử vi năm 2024 của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 1 năm 1978 dương lịch thuộc tuổi Đinh Tỵ, cầm tinh con rắn. Sự kết hợp giữa thiên can đinh cùng địa chi tỵ mang ý nghĩa đầm nội chi xà, rắn trong đầm, tuổi 1977 mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát. Năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi. Điều này tương đối cát lành đối với anh chị Đinh Tỵ 1977 nếu xét về thiên can và địa chi. Đinh gặp Giáp thì bình hòa, Tỵ với Thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt. Những điều này báo hiệu một cuộc sống yên bình, hanh thông trong năm 2024. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực. Vận trình tử vi số mệnh 2024 của Đinh Tỵ khá suôn sẻ, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời cơ chín muồi để bản mệnh lên kế hoạch hiện thực hóa những dự định quan trọng của bản thân. 1. Sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh của nam mạng Đinh Tỵ năm 2024 chính là sao Thủy Diệu. Đây là phúc lộc tinh, chủ về tiền tài dư giả, sự nghiệp hanh thông. Tuy nhiên, Thủy Diệu cũng là sao liên quan tới thị phi, gây ra chuyện tranh chấp, cãi cọ thiệt thân. Nam Đinh Tỵ có thể hóa giải những rắc rối này bằng khả năng ăn nói khéo léo và thái độ thân thiện, hài hòa. Mệnh chủ nên tận dụng thời vận thuận lợi để tiến hành những kế hoạch lớn trong công việc, cuộc sống. Khi gặp trắc trở, chỉ cần kiên trì, nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ trở lại. Khi công thành danh toại, không nên kiêu căng, ngạo mạn thì mới hưởng phúc lộc dài lâu. Đối với nữ mạng, năm 2024, sao Mộc Đức sẽ chi phối vận trình tử vi của nữ mạng tuổi Đinh Tỵ. Mộc Đức được coi là phúc tinh chủ về thịnh vượng, an khang trong hệ thống cửu diệu, mang đến may mắn cho cả nam lẫn nữ. Người được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ có đường công danh rộng mở, tài lộc dồi dào. Vậy nên năm mới sắp tới là thời điểm thích hợp để mệnh chủ triển khai các dự định lớn. Tuy nhiên, nữ Đinh Tỵ không nên chủ quan, ngay cả khi đạt được thành công cũng cần hành động cẩn trọng. 2. Vận hạn. Năm 2024, nam mạng Đinh Tỵ chịu ảnh hưởng của hạn thiên tinh. Người gặp hạn này cần phải đề phòng những vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan tới đường ruột. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần lưu ý tới lời ăn tiếng nói để tránh vướng phải mâu thuẫn không đáng có. Để bảo vệ sức khỏe, nam tuổi Tỵ 1977 nên ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên và hạn chế sử dụng những chất gây hại như rượu, bia, thuốc lá. Ngoài ra, sống lạc quan, tinh thần vui vẻ, dĩ hòa vi quý với mọi người để duy trì năng lượng tích cực cho cuộc sống. Với nữ mạng, năm 2024 người nữ tuổi Đinh Tỵ gặp hạn tam kheo, chủ về những tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Mệnh chủ không nên lơ là trong việc bảo vệ sức khỏe, tránh ham công tiếc việc mà làm quá sức, khiến tinh thần mệt mỏi. Để giảm trừ vận hạn, nữ mệnh chủ hãy duy trì lối sống lành mạnh và giữ thái độ sống tích cực, thường xuyên vận động, rèn luyện cơ thể vừa giúp xương khớp chắc khỏe, linh hoạt, vừa nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. 3. Vận niên. Năm 2024 vận niên của nam nữ mạng tuổi Đinh Tỵ là hổ nhập nội, có ý nghĩa là hổ trở về đồng bằng. Khi gặp vận niên này, mệnh chủ không nên vội vàng đưa ra những quyết định quan trọng. Trước khi tiến hành công việc, hãy lập kế hoạch cẩn thận, chu đáo. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chú trọng, không nên buồn lo, suy tư nhiều.
đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ đầu năm mới này biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán. Cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất, do chịu sức ép của cục diện thái tuế tương hại, những chú rắn rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy, bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh, do đó, dù trở lực lớn đến đâu, cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của con giáp này. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền, các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài. May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực trong Tết 2024 âm lịch này, các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải, người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ 1977, Tết 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, đầu năm 2024 âm lịch, cục diện tương hại gây không ít sóng gió cho đường công danh của người tuổi Đinh Tỵ. Bạn trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan, nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, đương đầu với không ít trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạm bẫy đầy rẫy, lời khuyên là hãy chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng những rắc rối vốn có thể tránh được. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, những bất đồng trong quan điểm, cách nhìn nhận công việc càng khiến việc hợp tác làm việc chung trở nên khó khăn hơn. Tuổi Đinh Tỵ cần luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, thái độ khiêm nhường, đừng để những cảm xúc bốc đồng che mờ lý trí, mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, họa thị phi cũng sinh ra từ đó, ngăn cản bước đường tiến thân. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh, thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh, thậm chí nếu làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này của bạn. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Ngoài ra những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Xét phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ 1977, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm lịch nhận thấy, trong thời điểm đầu năm mới Giáp Thìn, người tuổi Đinh Tỵ chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện tương hại, nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận béo bở. Thiên quan là hung thần liên quan tới tiểu nhân, có thể khiến bạn bị lừa gạt, lợi dụng mà mất tiền oan. Nhìn chung trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền, bởi thế, những chú rắn nên tập trung vào công việc hiện tại. Đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, nó chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng nếu không có kế hoạch tài. Chính cụ thể, tránh hao tài, bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn, có như vậy mới mong tích lũy khoản dư thừa, dùng cho tương lai lâu dài. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Đinh Tỵ có thể áp dụng phong thủy phi tinh. Bát bạch chủ tài lộc ngụ tại cung Đông Bắc, bạn có thể đặt bể cá phong thủy tại vị trí này có tác dụng thúc tài rất tốt. Xét phương diện tình duyên,
tuổi Đinh Tỵ 1977, Tết 2024 âm lịch. Rất may là sau những tin buồn trong công việc và tài lộc, thì người tuổi Đinh Tỵ vẫn đón nhận tin tích cực trên phương diện tình cảm của mình. Tháng này Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh mang tới hỷ khí cho tình yêu đôi lứa, nam nữ độc thân có nhiều cơ hội làm quen, kết thân với đối tượng khác giới. Có người lại được người thân, bạn bè tích cực mai mối, giới thiệu cho người phù hợp, hãy gác lại những điều cũ kỹ trong quá khứ để sống cho hiện tại và hướng tới hạnh phúc trong tương lai. Điều bạn cần làm lúc này là hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp xảy ra, đừng khép chặt trái tim mãi như thế. Với người đã có gia đình, bản mệnh có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đình yên ổn khi các mối quan hệ hài hòa, giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung. Gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn. Nhờ vậy, bạn có thể yên tâm tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, công cuộc kiếm tiền làm giàu. Xem phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên nhập cung chính bắc, đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng, bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, từ đó người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi giữ được mối quan hệ khăng khít. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ 1977, Tết 2024 âm lịch. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2024. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ, chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp cùng với việc tập luyện thể thao, sẽ giúp sức khỏe dẻo dai, duy trì vóc dáng thon gọn. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hoặc thiền định cũng rất cần thiết. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. 1. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước, dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà, chú ý lời ăn tiếng nói. Mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. 2. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Vâng thưa quý vị, theo truyền thống lâu đời của người Việt, việc chọn tuổi xông nhà vào ngày đầu năm mới là phong tục không thể thiếu để cầu tài lộc. May mắn, điều quan trọng nhất là người đến xông nhà phải hợp tuổi với gia chủ và có tính cách hiền lành, tử tế. Để có một năm mới hanh thông, gia chủ tuổi Tỵ 1977 nên chọn các con giáp thuộc tam hợp, Tỵ, Dậu, Sửu, dựa theo cung nhị hợp trong tử vi. Người tuổi Tỵ cũng rất hợp với người tuổi Thân, bên cạnh đó mệnh chủ cũng nên chọn những người thuộc mệnh hỏa đến xông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ phù hợp để xông nhà cho gia chủ Đinh Tỵ 1977: Nhâm Thân 1990, Kỷ Dậu 1969, Mậu Thân 1968, Đinh Dậu 1957, Bính Thân 1956, Kỷ Sửu 1949. Người xông đất dù là nam hay nữ đều tốt, miễn sao hợp tuổi, có phẩm chất đoan chính thì sẽ đem lại nhiều phúc khí cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Vào ngày mùng 1 Tết, nếu đi về hướng Đông Nam thì sẽ đón được tài thần, đi về hướng Đông Bắc đón hỷ thần. Nên chọn các khung giờ hoàng đạo sau để xuất hành: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ.
Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi thiếu năng lượng trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo. Đối với họ đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo. Và một cách mỹ mãn, trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, họ vẫn phải chịu đựng những muộn phiền, mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm một cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Khi một nhà lãnh đạo cần giống như một nhà lãnh đạo giỏi, khi một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt. Thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình và đừng sống quá mệt mỏi. Điều quan trọng đối với một người tuổi trung niên. Khi đến tuổi trung niên, con người phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ, cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay. Cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai. Đời nhiều chuyện, bạn không thể ngăn cản điều gì nên đến và điều gì không nên. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường. Lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên phải học cách buông bỏ, đừng nghĩ mình quan trọng. Thế giới vẫn sẽ xoay chuyển nếu không có bạn. Hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ, trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thực ra là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng. Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình, có thể không lay chuyển trước những được và mất. Cho dù giông tố lớn đến đâu trong cuộc đời không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn, đó là nền tảng để tự tu dưỡng. Những người ở tuổi trung niên học cách giữ cho mình im lặng, mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình. Cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng cách học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh. Chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn, quay trở lại gốc có nghĩa là tĩnh. Tĩnh có nghĩa là trở lại cuộc sống, chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống, không sống quá mệt mỏi. Ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn vào lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng nhất. Để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào, hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.